Theo báo RT của Nga, phi công trưởng chiếc Boeing 737 từ sân bay St. Petersburg đến thủ đô của Nga đã xin đài quản lý không lưu cho đáp khẩn cấp xuống thủ đô Moscow sau khi chuông báo động vang lên ở độ cao 4.000 m. Báo Interfax dẫn nguồn tin tại phi trường thủ đô Moscow cho hay máy bay đã đáp khẩn cấp một cách an toàn, không có ai bị thương. Sau đó, một số nguồn tin tiết lộ một con chó nhỏ chính là thủ phạm khiến chuông báo động vang lên. Con chó nhỏ này trong lúc hoảng loạn đã đẩy bung cửa lồng được khóa sơ sài, kế đến là dùng răng và móng vuốt cào vách khoang hành lý. Không rõ bằng cách nào con chó đã làm cửa khoang phía trước bắt đầu mở ra. May mắn là cửa điện tử trên máy bay được cài đặt không cho phép mở bung cửa trên không, còi báo động được kích hoạt. Dù cửa mở hở khoảng 10 cm, nhưng may mắn là con chó không thể chui lọt nên vẫn còn sống sót.